Vào đi tội em chịu. Vào nhá anh em nhá, vào nhá, rồi đứng ngoài thôi. Đấy đấy, thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa, mấy thằng kia bị, mấy thằng kia bị, mấy bị anh công an anh hỏi thăm rồi đấy, chết chưa. Vào làm gì, mình ngoài thôi, cầm camera này vào cứ ngoe ngoậy uống nước chè. Bảo toàn đấy. Mình quay phim này, mình quay phim này, mình là mình không được vào. Nếu mà không quay cơ, đây mình quay này làm sao mình vào đấy mình quay được bạn. Ngoài thôi. Bố mẹ chồng đều có dâu cũng sẽ lội bạn ơi. Được vào à? Đấy đấy. Bây giờ nó được vào thì mình vào. À không, nhưng tôi đã vào đâu. Wow, quay leo ngoe này vẫn toàn đứng ngoài thôi. Vào anh em ơi. Làm gì có túi áo. Đấy. Vào đánh mày chết. Ừ, sợ lắm. Ôi ngoài thôi nhờ anh em nhờ. Mình đang cầm điện thoại quay này. Đồng thế cái bọn này không ăn cơm hay sao. Này dân đứng đông này làm sao mấy bà dám ra nhỉ. Mà công an chắc không cho ra đâu. Ra sợ dân đây mỗi người túm một cái tóc đá một cái đít này. Camera nó bất tử. Ơi. À thì rất nhiều cái hot đấy, vào kia mà xem. Đấy. Có được vào mày. Đấy, người ta vẫn vào kia. Có mấy anh thôi, camera là anh không vào thôi. Vụ mẹ chồng đuổi con dâu ra khỏi nhà nhá, bà mẹ chồng bái thuê xã hội đen về. Không vào cái tủ view ngay. Camera giấu kín nhá. Vào nhá. Vào đấy. Đông này tôi mới dám vào. Là một chủ được mình bắn. Thôi. Không phải, mình đang cầm điện thoại này, mình không quay được. Vào đấy không vào sao quay được. Núp thôi anh Hùng, núp thôi. Ném đá giấu tay thôi. Tị mấy bà kia mà ra thì mình đứng ngoài, mình cầm bàn sỏi mình ném. Tụt view rồi, còn cam mốt này. Anh em đây hóng nhá, đợi tí nữa hai bà già cái bài ra nhá. Ừ.
chồng đuổi con dâu ra khỏi nhà phố Hà Nội đấy, thì bây giờ bà mẹ chồng bà đi rồi, nhưng bây giờ bà ấy thuê xã hội đen về đe dọa con dâu, nhưng là xã hội đen về thì bị dân làng quay túm chạy mất dép. Trời ạ, mọi người ăn cơm chưa mọi người ơi? Một ca mốt mọi người ăn cơm chưa, hay là mọi người đang hóng chúng tôi chưa ăn cơm? Tình hình bên trong thì anh chưa vào nên là không biết. Thế nào anh Tuấn, thế nào rồi? Về ăn cơm đi. Thế nào phỏng vấn người vào trực tiếp gần nhất? Chịu, không nghe nào. Chưa vào đi à? Đấy, công an đứng chạy đi kia thì nói được cái gì? Ông anh tôi nha, đẹp trai chủ giày nhiều tiền nha, chưa có người yêu nha, chưa có vợ nha. Chị em nào đây mà ưng thì để tôi gả ông anh trai tôi. Rất là xông xáo nha. Khi vào nói chuyện đầu tiên là công an. Đấy, anh công an anh bảo ai thích vào thì vào, còn không thì về tôi ra ngoài. Bắt được người không bắt? Bắt được hai bà trong này thì bác. Bắt được hai bà. Vâng. Bắt được đàn bà thì bắt về. Đấy. Ai bảo thì vào đấy. Vụ mẹ chồng đuổi con dâu ra khỏi nhà phố Gia Lộ ấy. Đấy, câu chuyện rầm rộ bao nhiêu ngày qua ở trên mạng xã hội ấy mọi người. Đấy thì là hôm nay là bà mẹ chồng bà ấy thuê xã hội đen về đấy để đe dọa mấy người con dâu. Thì xã hội đen về ba thằng đi ô tô với cả đi cùng hai bà già, thì mấy thằng xã hội đen thì nó nhanh chân thì nó chạy mất được. Hai bà đi cùng là bị công an tóm ra ngoài xã. Tôi vào làm gì, ông cứ bảo tôi vào. Tôi vào, ông bảo tôi vào nước chè. Bây giờ bảo thay luôn cái link của cái kênh YouTube của nó là cho mất lốt rồi. Cái thằng mà hôm buổi tối về quay thì anh? Đúng rồi, đi lịch sự ấy. Rồi. Cái thằng đấy là người ở Ba Vì ở đâu ấy, nó nhắn tin cho em, nó bảo là cho xin địa chỉ để về quay. Thế nó đăng tin sai đúng không? Nó đăng cái kênh YouTube đấy là đăng sai. Tôi đứng ngoài thôi anh em nhé, đứng ngoài thôi anh em, ai hỏi tôi trả lời thôi chứ tôi không vào trong đâu. Camera bất tử nhưng quả này thì camera dưới uống nước chè lắm. Nhìn cái mặt đấy mà phúc hậu. Cái đứa con gái nó trang điểm đấy bạn ạ, nó trang điểm nó đánh phấn đánh son các kiểu. Nhìn thì công nhận là nhìn cũng có ca người không? Có cam mốt anh ạ. Cam mốt là được rồi đấy. Anh em xem nhưng nhớ bộ ủng hộ dày nhé. Ở đây có hai bà bị vừa tóm ý, là một trong hai bà này là lên video, lên video nha, lên video bênh bà mẹ chồng kia nhá, tự nhận là người ở làng tôi nhưng là con mụ đấy ở đâu ấy, có phải người làng đâu. Ai đồ lụ không? Chị lụ đâu anh? Chị lụ đâu? Ngoài chị lụ tôi vẫn đang ngoài cửa. Ba này bị đánh, em ủng hộ anh hai đôi giày nhớ nhá, nhớ đấy. Tí nữa mà tắt. Tí nữa đứng đây đợi bà ra. Hai đôi giày. Sút trong cái. Vì hai đôi giày sẵn sàng mà tắt. Vì hai cái đôi giày đấy nhá. Nói là làm đấy nhá, tí nữa nhớ phải mua đấy. Vụ mẹ chồng đuổi con dâu ra khỏi nhà cứ gieo lội vào đây. Lùm xùm bao nhiêu ngày qua trên mạng xã hội đấy, nếu mà ai mà chưa rõ câu chuyện thì mọi người cứ vào trong TikTok của mình ấy, có rất nhiều video. Sẽ ủng hộ bạn ơi, ok bạn ơi, Hà Nội phố. Hôm nay là sao? Hôm nay là vừa lúc lấy là tầm 11 giờ là có mấy thằng xã hội đen nó về. Đấy nó về là nó đi tầm trưa ấy, tầm trưa tại vì là nó biết là tầm giờ cơm nước ấy. Đấy đâm ra dân người ta cũng không để ý ấy. Đấy nó đi vào cái giờ đấy thì nó về nó đe dọa hai người con dâu đấy, thế là bị dân người ta phát hiện ra thì quay thì là ba thằng nó chạy được, và đâu hai cái bà già mà đi cùng nó là bị tóm sống đấy. Một trong hai bà đấy thì là có một bà là lên một cái video tự nhận là người ở làng tôi đấy, bênh bà mẹ chồng đấy, nhưng thật ra là cái mụ đấy là không phải làng tôi, người ở đâu ấy, thuê. Thank you.
đụ xem nào. Hai trăm năm nghìn đôi nhé bạn nhé, 250.000 đôi da bò đế cao su, tất cả giày cuối năm là mày xả hết, 250.000 đôi, tặng kèm một cái ví nhá. À đây chị Lụ chắc đang đói, gào thét nhiều quá, chửi nhiều quá, đang đói, đang làm năng lượng. Anh em nhá, 250.000 đôi nhá, cứ vào cửa hàng của tôi tặng kèm một cái ví. Chị Lụ. Chị Lụ ơi, thế tị nữa chị có đánh hai bài không? Tị nữa hai bài ra có đánh không? Mới là giật trong cái tóc thôi đúng không? Tí sút bà kia em hộ 10 đôi. Anh cầm bàn sỏi anh ném thôi nhưng anh không sút đâu. Cầm bàn sỏi ném. Em xin lỗi. Cho em xin lỗi, em nói cho nó ngọt ngọt giọng. Hạnh ơi, ở làng mình lại có hóng gì mà cái gì đang to thế, mình bảo ô có biết gì đâu. Em biết gì? Tôi chỉ vào nhóm thì thấy cái nhóm. Lại có tưởng từ hôm nào rồi. Từ bao nhiêu người đang hỏi mua giày của tao bảo biếng gì? Mọi người bảo là nếu mà đá đít bà làm gái là mỗi người ủng hộ 10 đôi nên là mày cứ ở đây cả tao. Chị nữa bán được bao nhiêu anh em đi uống bia. Mấy bọn trẻ con này nó có leo ve trước cam mình lắm mà nó báo vi phạm. Há mồm đi em ơi, há mồm ra nhét cho này. Anh ăn nửa muối thôi, còn nửa muối há mồm ra nhét mồm. Đàn ông mình nhắc là bà mớm nhé. Ai ăn mớm. Mẹ đứng đây biết bao giờ bà ra nhỉ anh nhỉ? Dám ra, bảo là làm ở đâu. Ừ. Làm việc có ship Sài Gòn có bạn ơi. Tôi ship sang ở nước ngoài luôn. Công an phải làm đó. Mình thế đấy thoải mái, mình không gây mất trật tự thì thôi. Vụ mẹ chồng đuổi hai con dâu và ba cháu nội ra khỏi nhà nhá, lùm xùm trên mạng bao ngày hôm nay rồi. Hôm nay thì là bà mẹ chồng bà ấy là có nghĩa bà ấy đi nơi khác rồi. Bà ấy mà ở đây thì dân làng nó chửi cho thấy bứt óc. Bà ấy đi nơi khác rồi, hôm nay là bà ấy thuê xã hội đen về để đe dọa con dâu. Ba thằng xã hội đen đi ô tô. Ở Phú Xuyên bạn ơi. Ok Mi ơi, inbox để đối tác nhập xuất khẩu nha. Ui rồi được thế thì còn gì bằng. Chào các người đang xem nha, mọi người follow tôi đi. Bà đấy 70 tuổi nhưng mà bà ấy ở với cả đứa cháu gái, vợ chồng đứa cháu gái. Cái thằng cháu rể, thằng người trong Nam ấy, nó ra đây nó tự nhận nó là xã hội đen ở trong Nam. Thằng này nó cứ dọa mình mấy lần, sợ thế mẹ thằng này. Thằng này đúng dân xã hội thật. Mấy lần vâng dọa em mấy lần. À đúng rồi đấy, Dung Ngô này, bạn cái suy nghĩ của bạn đúng cái suy nghĩ của mình. À chào đồng chí Thiên nhá. Ôi, chào ai thế, có tên được gửi em như vậy ạ? 70 tuổi rồi làm sao mà làm nhiều gái như này được. Kiểu gì cũng có đứa nào sau đó xúi. Shop bán gì vậy? Mình chuyên bán giày nhọn nhá, chuyên giày dép da. Bài thuê hai người đâu về làm loạn. Giờ bị tóm luôn đây, 4 người thôi nhưng hai thằng kia chạy rồi. Chạy được ạ. Nó đọc comment của tư vấn bán hàng kìa. Ui rồi đang lo hóng chuyện đây đi bán hàng. Anh em nào mà cứ thích mua giày dép thì anh em mà cứ vào TikTok của tôi nhá. 250.000 một đôi giày da bò đế cao su, tặng một cái visa. Bọn mày vô duyên. Mày đang nói ai đây? Mày đang nói tao hay là mày đang nói mày đây? Các bà bảo là dính các cổng quá. Thuê cả xã hội đen về để đe dọa con dâu với cả cháu. Bà này cũng giỏi thật. Vụ mẹ chồng đuổi con dâu ở Phú Xuyên bạn ơi, bao nhiêu ngày tháng ngày lùm xùm trên mạng mà bạn không biết à?
bắt được rồi, bắt được hai bà già rồi. Thế thì bọn kia về này gọi đi công an cho đi ô tô của công an đèo ra làm một người rẽ. Chưa xong bạn ơi. À hôm nay thì có mấy thằng xã hội đen nó về. Ui giời, có cái gì vỗ tay áp đấy. Nếu bị đánh là công an được. Vào quay gần nào. Nó quay như bạn đầy khai, bây giờ mang đầy khai. Đang like quá chế. Ăn cơm chưa? Ăn rồi. À. Sắp ra rồi mọi người. Hai bà kia sắp ra rồi. Sắp ra rồi. Nhiều view thế, anh em cho một team đi. Một team, một chia sẻ đi, một follow đi. Nói chung là các cái đăng trên mạng nhiều video là không đúng. Nhiều video là không đúng, bà ấy thuê người làm video ấy. Đấy, có một video cái bà nào bà ấy tự nhận là người làng tôi ấy, bà ấy bênh bà mẹ chồng ấy. Đấy, một trong hai bà đấy là đang bị nhốt trong kia. Đấy, đội công an nó sẽ làm rõ ngay bà người ở đâu mà bà lên video bà nói là nhận là người ở xã này, người ở làng này. Ôi, còn có 700 người này, tụt view rồi. Dân hung hăng. Dân làng mình hiệt mà. Đây tôi phải đói rút hết cả tay này. Bán giày từ sáng chưa kịp ăn uống gì. Phú Xuyên, Hà Nội. Anh em mà chưa rõ câu chuyện thì mọi người cứ vào trong TikTok của tôi ấy. Vào xem lại. Tôi đăng video từ hôm đầu tiên, hôm công an đến cưỡng chế tháo dỡ nhà này. Đến hôm nay này, mọi người cứ vào xem là mọi người sẽ hiểu rõ câu chuyện đầu đuôi như thế nào. Ok bạn ơi. Bà trốn rồi, bà trốn mà bà ở trong nhà 3 hôm xong là bà trốn đi lúc nửa đêm. Đây thằng hình ảnh thằng sau đen này bạn ơi. Đây nha, hình ảnh thằng sau đen này, quay cho mọi người xem này, hình ảnh thằng sau đen này. Đấy, nó đang ngồi. Thằng này giống sau đen này. Sau hội đen này. Cái bọn trẻ con này cứ lao nhau nhau trước điện thoại của mình. Vào nha anh em nhá, tôi phi vào đây. Liều đi thêm một đoạn nữa. Càng ngày càng tiến sát hai bà rồi. Để quay mặt cho mọi người xem. Hai bà kia đổ bà, sao mày à? Bọn nó là hai con. À, hai con, hai mụ. Em ơi, nổi tiếng gì? Có 700 người, vừa đấy 2.000 người xem nhưng mà xuống rồi. Chắc kiểu mua đòn. Không phải.
thế thì phải căn cứ thế ai là bảo lại đi chẳng phải là nói mình đúng rồi. Hôm nay nói chung là thứ nhất là buổi trưa và vào đây cái đầu tiên là trách nhiệm là viên này, tôi là người đầu tiên mà đàn ông viên giảng, tôi bảo thất tình giấy tờ đây. Nếu mà hôm nay nếu mà không ấy là không giữ lời, không biết thế đây sẽ xảy ra chuyện gì thì làm thế nào. Cái thứ hai nữa là tôi phải báo chính quyền để lên để xác minh xem vào mà đúng không. Đến nhà người ta cái đầu tiên là ông giấy tờ không phải có giấy tờ không phải khác mất. Nhưng mà hai thì cũng thanh niên kia đó đi xe đầu tiên nó còn tình cờ đánh hai bà này, đấy cái bà hai bà già, chưa có phải này, tao cũng khổ các bà không, chú đi về người như thế có được không? Để khi có chuyện thương này thì thương chỉ là người hàng xóm thôi, thứ nhất là thường chưa biết đúng sai này, cái thứ nhất của phụ nữ cả bà già đấy là cái nhân quyền cái này là không được chấp nhận, chúng tôi chấp nhận được rồi. Đấy bây giờ cháu nói xong rồi tôi báo cáo. Đấy để cho nó nói lên bà mình nói. Thì cái việc bây giờ là tôi đang chụp cả chứng minh nhân dân cấp, chính tôi là người đầu tiên tôi hỏi bảo là trình báo, nhưng mà cái công dân dân này nó không phải là công dân năm 2020 tôi đã chụp bằng nếu không có cái giải pháp thì nếu xảy ra chuyện gì chúng tôi có trách nhiệm trình báo để chứng xác được trên lãnh thổ Việt Nam đi đâu không thể giải thoát được. Đấy, đấy là cái việc đến tất nhiên của người ta phải hỏi đâu thế đó. Cho con bắt giữ thì đơn giản là đơn không phải đơn giản. Cái luật pháp của Việt Nam không phải bắt người phải có những giản đâu. Chuyện đất công thì đám này là đâu. Không mà không được nói mà mình các bạn bảo cái con đường tờ nói nhưng mà không được cái quyền đấy cả không đánh đập người nào được. Nhưng mà cái gì cũng có tình người đang có chính quyền. Nếu chính quyền mà làm mà không được thì lúc đấy người bắt người có lệnh có lúc không nói là bắt người nhưng mà chúng ở đây chúng ở đây 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 là việc của công an của chính quyền rồi. Bây giờ đây bắt thì giữ được đâu bà. Bây giờ đấy là bà nói. Bà nói đi bà. Bà nói nha. Phải nói. Bà làm một tiên. Là coi cho để chia cái đất này. Ai nói thế? Con bà này. Bà này nhìn. Bà này. Đấy, tôi nói cho tôi mệt. Bà này là nhìn cờ. Thế sao đây đấy? Xong rồi là một chốc thì đông quá. Thì hai chị này chắc là nhạc cái ơi. Thì chúng tôi không biết là chị đi đâu. Thế thì vừa hay là cái vậy nó mới gọi cho bà chia ra. Thì bà ấy đi thẳng được kia. Thế bà ấy mới biết cái chị này rồi. Bà ấy mới chửi. Thì bé chúc mày thấy là cái kia là thấy là hai con này là lúc bấy giờ là cả thằng lái xe cả một cái chú nào đấy bằng cái xe này thì là cái chủ đi ra thì thấy uống từ đâu cái thọ lắc là sao mày lắc là cái cái vải thì bắt đầu với khẩu thô ra thế là ra thì là bắt đầu là nó chạy đất và chúng tôi cho hai con này chặt, mà lái xe nó cái hàng cầm vai này chạy rồi, cái này tôi chỉ biết cái là nói như thế.
Xong rồi. Thế được à? Đồng thế. Thôi thế là không sút được mấy bà kia rồi, không bán được mấy đôi giày cho anh em rồi. Vụ mẹ chồng được con dâu ra khỏi nhà cũng xin lỗi. Ô thế là đi về à? Thì anh công an anh bảo là mọi người không tụ tập đấy, mọi người trong dân làng mình rất là văn minh, rất là gì. Công an bảo không tụ tập, công an thôi dân giải tán hết. Mẹ gì cho? Ơ, thằng này mày biết tao luôn á? Anh em nào mà chưa theo dõi câu chuyện, chưa biết câu chuyện thì mọi người cứ vào TikTok của tôi. Tôi đăng lên rất nhiều video. Tôi đi bán cơm, mình đói thế mẹ, cầm điện thoại run cả tay này, tay chân run rung ấy. À không, không tha đâu, nhưng mà nó vẫn ở trong kia thôi, bà vẫn trong kia thôi. Chị Lụ chị đi rồi, à đây chị Lụ đây, chị Lụ đây. Chị Lụ vẫn ở đây, chị Lụ không vào, chị Lụ đứng ngoài thôi. Chị Lụ là không nói mà làm. Người ta là người ta là nói mà không làm, nhưng chị Lụ của tôi là làm mà không nói. Một trong hai bà này là một trong hai bà mà lên một cái video bênh bà Liên đấy, tự nhận mình là người dân ở làng đấy, nhưng thật sự ra là hai bà này là người ở đâu ấy, không phải người làng tôi đấy. Thì là vừa lấy là hai bà này là về đây đi cùng mấy thằng xã hội đen, là về đây thì là mấy thằng xã hội đen là chạy té khói rồi, còn đâu hai bà kia là bị tóm lại. Nói chung là dân làng mình thì rất là đoàn kết, dân làng mình thì rất là ủng hộ hai chị con dâu nhé, tại vì là hai chị con dâu ấy, ở đây sống ở đây rất là hiền lành, bao nhiêu năm là ở đây là ngày trước thì chồng đối xử cũng không tốt rồi đấy, xong rồi bây giờ mẹ chồng thì đuổi ra khỏi nhà, nên là dân làng người ta rất là thương, rất là thương hai con dâu. Công an thì họ phải xác minh, yêu cầu bà con không tụ tập đông để công an người ta làm việc xác minh xem hai bà đấy là người ở đâu, đến đây mục đích gì, làm gì. Ô xe máy ra đâu nhở, mất mẹ xe máy rồi sao? Bây giờ còn lại đi quay một cái video mất mẹ xe máy, giờ ơi. Câu chuyện là ba mẹ chồng mình không biết là có thuê không, nhưng hiện tại giờ là có bước lấy là có ba thằng xã hội đen với cả hai bà già về đây là gây áp lực cho mấy con dâu, thế là bị dân làng tóm sống. Hai bà già chậm chạp nhất thì bị tóm sống, còn mấy thằng kia thanh niên thì nhanh chạy mất rồi. Không, bạn ơi, chỗ mình thì không có trộm cắp đâu, nhưng mà thỉnh thoảng thì cũng vẫn mất con mèo hay con chó. Giày dép thì không mất đâu, nhưng là thỉnh thoảng là cũng hay mất mèo mất chó. Cái rồi nhà con cái đéo ở đâu mà quay. Đi về. Rồi về đi về cơm để chị Lụ ở vấn đề này. Đấy, nhìn mọi người thì chị tôi ngồi có chất không? Hết hot rồi. Đó nha mọi người, xuống này đây mọi người, ai mà chưa follow thì follow nhá để cập nhật tình hình. Ai Thanh ơi, mày nhà gần đấy là mày có cái gì mà phải gọi tao ra ngay.
Mày như hôm nay đấy, mày mà gọi tao sớm thì có phải là anh em mình bắt được mấy cái thằng xã hội đen này được không? Đéo gọi sớm. Có cái gì là phải gọi ngay. Như hôm nay mà gọi sớm là anh em ra quay thì làm sao để cho nó chạy được. Idol, có xin chữ ký không? Idol đi vào lòng, chết rồi.